Bữa nay anh thấy không khí Tết ở nhà mình tưng bừng luôn á em ơi. Dạ, năm nay vợ chồng mình trang trí một chút xíu để ăn Tết Việt Nam nè các bạn ơi. Đây mình có hoa đào nè nha, đang trổ bông đúng Tết luôn á. Rất đẹp luôn. Đây là hoa mai nè, chưa có trổ bông, mong là 2 ngày nữa sẽ trổ ha. Tối nay đổ nước sôi. Còn đây là cái tắc các bạn ơi, trái quá chừng luôn. Quá trời rẻ luôn. Năm nay mình mong là sẽ được may mắn giống như cây tắc này có nhiều trái nha các bạn. Và bánh mứt nữa các bạn ơi, và mâm ngũ quả ha, và đặc biệt á là bánh tét, tại vì Tết thì không thể thiếu bánh tét hả các bạn, Bánh tét mini không? và tự gói luôn. Thì người Việt xa quê hương á, lúc nào thì mình cũng nhớ về quê hương á, những cái lễ, những cái Tết của Việt Nam mình đó các bạn, cho nên mình tổ chức chút xíu vậy nè cho con mình nó nhớ với nó biết về cái Tết cổ truyền á. Ừ, để cho người Việt mình đi đâu cũng không quên cái phong tục, cái nguồn gốc của mình không? Wow, cái tắc này có nhiều cái trái nhỏ nhỏ quá ha. Nè. Chắc hôm nay mình may mắn quá. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chủ nhật mà 29 Tết rồi các bạn. Vợ chồng mình nó mới vừa đi chợ Tết về. Mình đi chợ châu Á các bạn. Và đặc biệt á, mình muốn khoe với các bạn là mình mới mua được cái tắc. Nè, trái nhỏ nhỏ quá chừng luôn xã. Nè. Bút bút nhỏ nhỏ nè các bạn. Dạ, mà cái cây tắc này không phải mình mua ở siêu thị châu Á luôn nè các bạn, mình mua ở chợ Tây. Nó có 40 đô thôi. Home Depot ta các bạn. Rất là rẻ ha. Còn hồi nãy mình tới chợ châu Á đó, mình thấy cái cây mà cỡ của mình như vậy á là nó bán 128 đồng. Còn cái cây nhỏ hơn là 99 đô. Còn cái cây mà có trái sẵn mà chín bự các bạn là tới 200 mấy rồi. Wow, quá chừng mắt luôn các á. bạn thấy không? Ở chợ Tây cái cây lớn vậy có hai mấy đô hả? 40 đô. 40 đô. Mà ở chợ Việt Nam mấy cây nhỏ hơn mà tới 99 đô. Cho nên các bạn thấy không, ở Việt Nam, chợ Việt Nam nhân dịp Tết này nó đội giá lên dữ Đúng rồi quá đó. hả? Nhân dịp Tết thì biết người ta thích mua tắc á, cho nên nó nâng giá lên đó các bạn. Nhưng mà chợ Việt Nam lúc nào cũng bán cây này cũng mắc hơn á. Cho nên các bạn nào ở Canada hay Mỹ á, mình muốn mua cây tắc á, mình vô Home Depot mua rẻ mà lại đẹp nữa nha các bạn. Nhớ nha các bạn. Và hôm nay á, mình đi đi siêu thị châu Á để mình mua một ít trái cây về chưng Tết các bạn ơi. Bữa nay thì mình chỉ mua trái cây với lại chút ít rau thơm thôi, chứ mấy cái đồ ăn thì mình đã mua hôm nay rồi ha. Đây mình mua một ít trái cây gì chưa các bạn? Xoài. Đây là mấy cái xoài ha. Cái xoài hay là cái xài? Dạ, một ít trái quýt nhỏ nhỏ. Cái này không phải tắc hả? Không phải tắc, trái quýt có cây tắc rồi, mua quýt. Đây mứt dừa này, dừa xanh trắng hồng. Dạ, mứt dừa này loại mứt dừa non dẻo các bạn, rất là ngon nha. Thì mình thích ăn đó cho mình mua. Ở đây mứt xoài, xoài sấy khô Thái Lan. Dạ, cái loại này nói chung là mình ăn cái gì mình mua, các bạn có nhiều loại mứt nhưng mà những cái mình không phải thích hết. Còn đây dừa cũng sấy khô. Dừa này anh thích không? Dừa này dừa non, nó cục cục, cái nó khôi khô phải không? Nó sấy khô quá, nó hơi cứng cứng, ăn này mình cũng ngon lắm. Và đặc biệt đây mứt mãng cầu các bạn, mứt mãng cầu Việt Nam không? Dạ, mứt mãng cầu này nó có nhiều cái cỏ, mình mua cái cỏ nhỏ nhất các bạn, tại vì ít ăn nó, từ nhỏ là không có ăn cái này đâu, cũng hai vợ chồng mình thôi đó. Thì mình mua về cái nào mình ăn thì mình mua hơn. Dạ, tại vì cũng không có cúng kiến, cũng khách khứa gì, cho mình mua cái gì mình ăn thôi. Còn đây hai trái mãng cầu. Này mãng cầu xiêm này chắc mắc lắm, ở đây chắc mắc. Ồ, nó mắc quá trời luôn, đố anh Dương Phao. Chắc khoảng 11 hay 10 đồng ạ. À. No, 9 đồng các bạn, 8 đồng 99 vào. Wow, hồi anh đón cũng gần đúng quá ha. Mắc giả mang luôn các bạn ha. Mà tại vì mình muốn chân đấy. Đây, trái bưởi da xanh các bạn. Này bưởi gì, ở bên Việt Nam kêu bưởi gì đây? À, bưởi năm rồi ạ. Bưởi năm rồi phải không? Không biết nữa, nhưng mà này nó để là bưởi da xanh các bạn, mà cái ruột của nó màu tím, màu đỏ đỏ đó, rất là ngọt. Cái này anh thích ăn chấm với muối ớt này thôi. Mà bữa rồi cái ruột đỏ này rất là ngon, mà nó hơi mắc một xíu. Trái gì là 7 đồng mấy các bạn. Wow, sao không mua một trái cho nó đủ bộ, hay hai trái chứ? Không có chỗ chân đâu, nhiều lắm. Có cái loại bưởi mà cái ruột trắng anh nó rẻ lắm, hai trái có 5 đồng, cái đó của Trung Quốc. Mà em không mua. Đây có trái dưa hấu. Ôi này hai trái tròn tròn này mình hai một cặp, cặp cũng, cũng đủ rồi. Dưa hấu này rẻ lắm, có 3 đồng các bạn. Mình có loại dưa hấu bự nữa mà thôi, mình nghĩ không có ăn thôi, mình cũng có mua cái nhỏ chân thôi. Đây mấy trái quýt. Chứ quýt là chứ quýt lớn. Này quýt nhỏ hơn. Quýt nhỏ này quýt lớn đó các bạn. Cái đu đủ, năm nay đu đủ xấu quá à, không có đẹp gì chưa. Đu đủ thường thường ở đây là ở bên Mexico phải không? Cái đu đủ này là của Hawaii á, bên Mỹ á. Chứ bên Mexico thì không ngon.
bòn bon. Anh thích bòn bon luôn. Cho nên là bòn bon mặc dù chân nó cũng không có đẹp, nhưng mà tại sao mình thích thôi, mình mua cái. Biết nhiều phải không? Mắc cái sợ luôn, trái cây Việt Nam. Cái bòn bon này anh ăn, anh nuốt trọng hết luôn. Mà nó cũng tươi quá, mình thấy nó mới về các bạn. Nó chín đồng pha quá, mắc quá. Đây, thăng long. Này là thăng tím. Thăng long. Thăng tím hay là thăng long đầu bạc các bạn ơi. Mà thanh long này sao rẻ quá, của Mexico cho nó rẻ, có 2 đồng mấy phao à. Chứ ở đây thì ở bên Mỹ hay là bên Mexico đều có thanh long hết rồi. Dạ, nhưng mà ở mà có Việt Nam, Việt Nam mắc quá, em mua này cho ăn cho Có loại màu tím đó phải không em ha, màu đỏ nữa đó. Màu đỏ thì mình cũng có ăn rồi, cái đó của Việt Nam mắc lắm, bữa nay em không có thấy. Thì thôi bây giờ mình bắt đầu trứng trái cây nha các bạn. Mấy cái mứt thì thôi mình để vô cái dĩa này đi ha. Mứt dừa. Thích ăn mứt dừa này lắm, mà phải mứt dừa dẻo các bạn. Mày mứt dừa non phải không? Đúng rồi. Có nhiều loại lắm. Chứ nó có bán nguyên một cái dĩ bự, có nhiều loại mứt á. Nhưng mà em nghĩ chắc mình đâu ăn hết thôi mà em mua. Đó. Một cái dĩa mứt đi ha. Ở đây chinh ăn ra cho có khí thế Tết hùng hồn ha. Không khí, à chịu là khí thế. Không khí, khí thế gì cũng vậy thôi. Mình chuẩn bị một cái dĩa bự như thế này để chân trái cây. Không biết chân đủ không nè. Quá trời nhiều luôn ha. Chắc chưa hết luôn ha. Trái bưởi ha các bạn, mình để trái bưởi vô đây. Bưởi năm rồi. Đây là trái dưa hấu, bỏ vô đây cho thành một cặp. Dưa hấu này ở đâu? Mexico phải không? Dưa hấu chắc Mexico quá. Thanh long Mexico. Trái thanh long. Thành vô đây ha. Cái này cần phải cái dĩa bự như vậy. Cái dĩa là bự nhất trong cái nhà mình rồi đó. Nói chung á là mình thích ăn gì chân mấy rồi các bạn. Cái đu đủ của mình xấu xí quá. Cái nào không thích thì đừng chân. Đúng rồi, nói chung nào mình không thích ăn thì mình đừng chân. Đó. Chân mấy vào đây. Có 3 trái xoài phải không? Chân mấy vào đây một trái. Cái gì ở ngoài đời cũng vậy. Không thích đừng mua. Không thích đừng lấy. Không thích đừng ép đúng không? Dạ, chủ trương là thế. Thức ăn cũng vậy luôn, không thích đừng ăn. Đừng có miễn cưỡng ăn. Nè các bạn ơi, đó. Trời ơi, hai trái mắm cầu cưng quá trời cưng luôn. Cũng thấy ở đây anh thấy cái bòn bon này nó quấn cái bịch đó ha. Tại vì nó ưa rớt ra không? Tại vì đúng rồi, nó hơi rớt á. Chứ là nó rớt thì người ta mua các bạn. Người ta sẽ lấy cái nguyên cái ấy, còn người rớt không ai lấy đâu. Cho nên là người ta phải phải quấn như vậy, là mình lấy hết nguyên một cái chùm á. Thấy không? Thấy dĩa đẹp đẹp rồi đấy không? Anh thích ăn bòn bon mà đừng có cái trái bự bự, cái nhỏ nhỏ nó không có hợp á. Đúng rồi, trái bòn bon mình mua mình phải rút kinh nghiệm rồi, mình mua trái bự quá, trái nhỏ nó mới ít hộp. Còn trái bự quá nó toàn là hộp không được, nó ngon đấy không? Mà mắc quá, thiệt á. Bỏ cái thắt lên, cái bịch lên cho nó có. Mấy cái đòi mà ở bên Việt Nam hay bên kia qua mà nó rất là đắt không? Nhất là bên Việt Nam qua các bạn. Hồi trước là mít đồ đó trời nó còn đắt dữ nữa mà nhưng bây giờ thì có ở Mexico nó đem qua đó các bạn. Nên đỡ ha. Xoài này cũng ngọt lắm các bạn, xoài này là của Philippines nhưng mà cũng ngọt lắm. Nó cũng có mùi thơm nhưng mà nó không bao giờ thơm như mùi Việt Nam các bạn. Không có mùi thơm giống như xoài cát đâu. Mùi thơm nó hơi lạ hơn xíu nhưng mà ăn cũng ngọt là được rồi. Nói chung là không có cái này thì mình dùng thứ khác giống vậy đó. Thấy dĩa trái cây của em ok không? Wow, dĩa trái cây nữa ăn rất là nhiều đường luôn. Cái không, cái này là không có ngọt luôn. Cái này cũng không có ngọt luôn em biết. Nhưng mà cái này thì mình của Việt Nam qua thì mình chưa chắc, mình không biết. Đó, các bạn thấy cái dĩa trái cây của mình như thế nào? Ok, giờ mình đem lên mình chưng đi. Giờ bắt đầu mình đem lên mình chưng để mình phe cây đào của mình các bạn. Cây đào của mình nay chỗ bông rồi nghe, chỗ đúng Tết luôn. Hôm nay 29 Tết, vừa chỗ đúng luôn. Tại vì em đi làm á, anh đổ nước sôi vô đó. Cho nên nó mới nó lên mau vậy đó ha. Nặng ba chân luôn đó. Có chân bẻ ăn không? Nặng ba cố luôn. Đây. Wow, cây hoa anh đào này bữa hai vợ chồng mình đi xin đó các bạn. Hồi bữa thì nó búp búp, mà bữa nay thì nó nở hoa rất là đẹp luôn. Hoa màu nó hồng hơi trắng trắng thôi, nó không có đỏ. Nhưng mà ở đây thì không có mai không, cho nên mình trưng cái này rất là tuyệt vời rồi. Còn các bạn thấy không, ở bên trong đây là nhánh mai Mỹ á các bạn. Ở đây thì không có mai vàng Việt Nam mình ha, cho nên mình có người bạn cho đem về chưng. Nhưng mà nó chỉ có búp búp non thôi. Chắc tối nay mình phải đổ nước sôi đặng cho nó ra hoa đặng tiệp Tết Việt Nam mình không. Wow, các bạn thấy không, đẹp quá trời đẹp luôn. Còn đây là dĩa trái cây của mình nè các bạn ơi, mình mới vừa chân dĩa trái cây nè, wow nặng quá trời quá đất luôn. Wow, em mua làm chi dữ vậy không, nó to đùng.
Em mua cái miếng mà rất nhiều quá trời luôn. Chắc cái này hy vọng nguyên năm mình cái gì cũng đầy đủ to dạ. Tát như vậy không? Thì cũng mong như vậy đi ha. Thì hôm nay mình có cái mâm ngũ quả này các bạn. Thì mình trưng giống như mình thích cái nào mình thấy chụp đẹp mình trưng thôi. Chứ mình không có theo cái giống như phong tục Việt Nam là phải cầu dừa đủ xài lít ba ga hay gì ha. Cái này là mình trưng cho có không khí chết ha. Dạ, tại nhà mình á, thì cũng không có cúng kiến gì hết á. Nhưng mà tại vì mình nhớ Tết Việt Nam quá đó. Cho nên mình mua chút xíu đồ để mình trang hoàng nhà để cho nó có không khí Tết. Và đặc biệt ở đây là bánh tét mà bữa mình gói đó các bạn. Còn mình đã đặt bánh chưng rồi thì ngày mai nó mới có ha. Còn đây là chút xíu mứt hồng bữa mình làm luôn. Với chút xíu mứt mà mình mới mua để ăn uống trà để nhớ ngày Tết thôi. Cái này vừa mua vừa làm rồi vừa xinh luôn. Và có cái tắc này nè, nó mới vừa trái nhỏ quá chừng. Mình mong là năm nay mình sẽ may mắn nhiều, tại vì có nhiều trái bông hoa đầy đủ nha các bạn. Wow, em quên treo cho anh một cái rồi. Gì? Cái lì xì. Không phải, cái mấy cái vé số đặng vậy mới may mắn à. Đúng cái là. No, em tính đó là ngày mai em sẽ treo ba cái bao lì xì lên đây cho ba đứa nhỏ đặng mùng 1 Tết đó cho nó hái thôi. Đặng cho nó biết cái phong tục của mình không? Dạ đặc biệt có hôm nay là 29 Tết mà hoa của mình nó nở đúng ngày ghê không các bạn. Đây nè. Mặc dù ở đây nó không có màu hồng đậm giống như hoa đào Việt Nam, nhưng mà nó cũng hơi màu hơi lợt lợt nhưng mà rất là đẹp các bạn. Có wow, ở đây anh cũng có thấy loại hoa khác nữa đẹp lắm kìa. Hoa gì? Đó, nó bên tay trái anh hả? Bên tay nào? Nè. Nhi. Đó. Mệt. nhưng mà nhìn nó rất là không khí của Tết nha các bạn. Và mặc dù đào này mình chắc cũng không có giống bên đào bên Việt Nam, nhưng mà cũng là một giống đào thôi ha. Rất vậy là... mà nó cũng trổ đúng đúng lúc quá nè em ơi. Dạ, là tại nhờ mình trổ mình đổ nước ấm á các bạn, mình cần thương mình giống như mình muốn nó trổ ngày nào á. Đây là những cái chồi non, cái lá nó bắt đầu rừng rừng ra nè. Ít bữa nó sẽ ra những cái lá xanh xanh nhìn rất là đẹp luôn. Còn đây á, là mai Mỹ các bạn. Tại vì mai ở bên đây nó khác bên Việt Nam, cho nên mình gọi là mai Mỹ hay người ta cũng gọi như thế ha. Tại vì đây không có mai Việt Nam nhưng nó cũng trổ bông màu vàng, nhưng mà người bạn của mình cho hơi trễ đó. Cho nên á mình không biết là nó có trổ kịp không nữa. Vậy thì anh nghĩ em phải đổ nước nóng đi. Tới đây đổ nước nóng cho nó. Nó mình đổ nước ấm thì nó lên nó nhanh hơn, còn mà đổ nước nóng thì nó lên nhanh dữ nữa. Thôi chết á. Nhưng mà wow. Kể em thấy thì cũng đẹp mà. Quá trời đẹp luôn, có nhiều cái câu chúc may mắn nữa không? Để mình đọc ha. Chúc mọi người luôn không? Chúc mừng năm mới nè không? Vạn sự như ý. Vạn sự như ý nè các bạn. Còn cái này là gì? An khang thịnh vượng hơn. Okay. Mình đọc là cũng như mình chúc tất cả anh chị em, bạn bè, cô bác ở trên YouTube hay là tất cả ở khắp mọi nơi hơn có một năm mới an khang thịnh vượng hơn. Tại vì năm nay là Tết ngày thường các bạn, cho nên mình không có ăn đúng ngày, mình ăn hơi sớm một chút. Hôm nay thì 29 Tết thôi, thường là tới 30 hoặc là một Tết, mùng 1 Tết mình mới ăn. Tại vì hôm nay là 29 Tết ngay Chủ nhật thôi, mình ăn ngày hôm nay luôn ha. Nhưng mà tới ngày đúng mùng 1 Tết thì mình mới phát lì xì cho mấy cái nhỏ con của mình. Ở bên Việt Nam giờ còn lì xì không ta? Còn chứ, nói chung là mấy đứa nhỏ là Tết thì nó chỉ mong có vậy thôi. Cũng giống như người lớn thì lì xì người nhỏ vậy đó. Mình thì lì xì cho con cái, còn anh thì phải lì xì cho em giống vậy đó. Hồi đó anh nhớ hồi nhỏ đó là anh chỉ mong Tết là có ha nè hơn một là hơn mặc được áo mới nè không đi chợ rồi phe mặc áo mới nè không được lì xì nè đi ăn những món ăn mà trong thường năm mình không có được ăn không đúng rồi đó. Rất là vui luôn mà lúc hồi nhỏ thì mong Tết mà nó mong hoài luôn, lâu thiệt là lâu nó mới Tết một lần. Nhưng mà bây giờ lớn thì mình lại không muốn Tết phải không? Tại vì mọi việc lo toan nhiều quá thì Tết thì nó cũng có nhiều cái việc phải lo đó. Cho nên mình cũng thật sự không có mong Tết. Nhưng mà Tết đến thì cũng thấy vui chứ các bạn ha. Nó đến mau thì là mau, cũng như là một năm nó đến 2-3 lần vậy. Wow, quá trời đẹp luôn. Hai xong rồi. Đây. Ok, vậy là xong không? Dạ, hôm nay thì vợ chồng mình cũng muốn khoe với các bạn là mình đã chuẩn bị một chút xíu, sửa soạn nhà cửa chút xíu cho có không khí Tết của cái người mà xa xứ giống như tụi mình đó các bạn, để nhớ về cái Tết quê hương ha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại. Chúc mừng năm mới các bạn ơi. Chúc mừng năm mới nha các bạn.
an khang thịnh vượng.